Thông báo tin buồn. Ban tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin đồng chí Lê Thị Thủy Hồng, sinh năm 1938, cán bộ hưu trí, đảng viên huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, đã từ trần vào lúc 19 giờ 10 phút ngày 5 tháng 9 năm 2024, nhằm ngày 3 tháng 8 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 86 tuổi. Lễ nhập quan lúc 9 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2024. Lễ viếng bắt đầu từ 10 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2024. Linh cửu quan tại số 1, hẻm 7, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9 năm 2024. Lễ động quan lúc 10 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2024, nhằm ngày 6 tháng 8 năm Giáp Thìn. An táng tại nghĩa địa Bình Minh thành phố tây ninh tỉnh tây ninh bàn tổ chức lễ tang và gia đình đồng kính báo.